Thành phố Hà Nội, các tỉnh miền Tây và một số huyện ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên Việt Nam, dịch COVID-19 đang tái bùng phát trở lại, khi trong ngày 3 tháng 11, riêng tại Hà Nội ghi nhận thêm 76 ca nhiễm mới tại 8 ổ dịch. Một số tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long như Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau trong ngày 1 tháng 11 cũng đã nâng mức cảnh báo từ vàng cấp độ 2 sang đỏ cấp độ 4. Ở một số huyện miền núi Quảng Nam là Phước Sơn tuần qua đã ghi nhận nhiều ca dương tính COVID-19 khi tỉnh này cũng vừa thông báo bình thường mới vào ngày 1 tháng 10. Theo thống kê của Bộ Y tế, tính từ 16 giờ ngày 2 tháng 11 đến 16 giờ ngày 3 tháng 11, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 6.197 ca nhiễm mới, trong đó 17 ca nhập cảnh và 6.175 ca ghi nhận trong nước, tăng 562 ca so với ngày trước đó tại 58 tỉnh, thành phố. Trước tình hình dịch đang tái bùng phát mạnh trở lại trong cộng đồng, nhiều người dân Quảng Nam không muốn nêu tên cho biết họ luôn ở trong tâm trạng lo sợ. Sợ chứ ra không sợ. Như con giáo ở Sài Gòn mới về cách ly sang Covid ở Sài Gòn gì đó mừng bất sợ. Sợ sợ xuống dưới mình đi nè, không biết ơ rồi mà đi xuống dưới mình cái lồn cái dân mình là khổ hung nữa. Nhanh chóng dịch chứ, mình phải tranh thủ theo luật lệ của nhà nước họ đưa ra, mình phải ở ngoài chứ. Khó khăn thuộc vừa rầu bí rỉ hết trơn á, vừa rầu khu này là dân này ở đây là bí hết trơn. Trong chóng qua khu tết cho dân chống bò câu, có nước mình lùm an chóng đồn bị trở lợi chứ không bữa lúa bữa nào đi tội. Câu mình ở trong Sài Gòn cũng xá thoáng đi cũng không gặp được. Trong chóng qua để cho dân Quảng Nam mình để lùm an để cho ổn định là cuộc sống cho người dân với mấy đứa lũ trẻ ai ăn đi hạt. Để cho không có chữ chứ ở nhòa miết những dấu cái gì. Sợ dịch tới rồi ra sống đây. Thì cũng phải tuân theo chứ đang chữ. Chữ thâu mà có người cũng phải cấm hết không đi đâu. Vậy rồi. Đây nè nhòa con đi bị cái là từ khúc nước đã lên là không ở được ra ngõ ra đò chứ hết chứ. Nhòa ở nhà nấy. Trà My với lại trên Phước Sơn. Lo lắm chứ. Mình luồn đồ ra đây đây mình cho cấm ra. Lỡ ở đi buồn đi nơi đó ra về xuống đây cái là cấm lại cái là ý là. Mới vừa rồi là nghe nó là ổn định rồi thì cũng mừng rồi, trừ là nghe nó là Phước Sơn bị nhiễm trở lại giờ mấy qua đó thì mình cũng phải lo chứ, lo chứ không lo bởi vì là không mà lon tiền ra, nếu mình không giữ thì lon tiền ra cho nhiều người bị, cho nên mình người dân mình cũng phải bảo vệ cho mình mà mình cũng phải lo cho người bên cạnh nữa. Đi ra là bữa mong khẩu trang để mình tự bảo vệ mình, rồi ví dụ như con cứ ở xoa mà nếu như khu vực mua bệnh là mình cũng đừng cho nó về, mới nếu về nhà mình nó không những lây trong gia đình mình nhưng mà lây cho người và cộng đồng xã hội bên hàng xóm nó kìa, cho nên mình bảo vệ với nhau là bảo vệ cho đó thôi. Còn cái dịch thì biết bao nhiêu, dịch này thì thiệt ra như cái nhiều lúc hiện bây giờ nghe trong thông tin nó đỡ chống nó họ chết hơn 3 mũi rồi, hơn 1 mũi người ta họ vẫn cháy, đợi gì nói chuyện ấy, như thế anh không vệ là anh tự lây anh tự cháy thôi. Tình hình nó đang dịch dập bất ổn, đang nở rộ lại như ở Tiên Phước rồi Phước Sơn rồi lung tung lan tan ở trên á, thậm chí Đà Nẵng cũng còn dính thêm mấy ca nữa đó. Còn mấy ổng nó là nó định hướng vậy thôi chứ còn không bao giờ mà mở được hết trơn. Nhiều người lo lắng nếu dịch bùng phát trở lại, liệu chính phủ Việt Nam có áp dụng lệnh giãn cách xã hội như đã làm trong suốt nhiều tháng qua hay không? Bởi lẽ với họ đó là khoảng thời gian đáng sợ nhất. Khi ai ở đâu, yên đó, mọi hoạt động trong cuộc sống đều bị ngưng trệ. Một phụ nữ ở Quảng Nam kể lại khoảng thời gian vừa qua. Khổ lắm, ở đây nhung nhựa đây ra, đâu đây được. Đúng á, ở nhà đứa đó đâu có phước đa. Ở nằm ở nhà luôn, cứ kêu xe cấp cứu không được, vì chỗ khu vực này vừa rồi bị ép xong. Cái đầu không thông rồi hôm cho đây, cái kêu họ điều y tó tới nhà chích. Hoặc như người phụ nữ làm công nhân tại nhà máy ớt ở Quảng Nam và người dân kinh doanh dịch vụ khách sạn ở Đà Nẵng cho biết. Như cô đây mà đi lùm thê cho cái nhà máy ớt nữa đó mà cũng bón không được cái rồi cũng bón chậm lắm, cô ở nhà miết. Lùm máy không thờ, lùm cái con à rủi bón à cho máy. Sợ đúa chứ, chết luôn chứ. Lần lặng không hết lương thực đồ lái thì em. Rồi mấy cái khách sạn ở đường Đà Nẵng cũng chuyên đón khách du lịch Trung Quốc, Hàn Quốc. Bữa nay là cũng vỡ nợ hết trơn, rau bán đầy, rau bán coi như 2/3 giá mà cũng chả ai mua.
Do đó, nhiều người dân cho rằng nếu dịch tái bùng phát mạnh trở lại, thì chính quyền các cấp nên phong tỏa những nơi thuộc vùng đỏ, còn nơi nào vùng xanh và vàng thì nên cho người dân đi lại bình thường để còn mưu sinh. Quan điểm của mình là mình thấy nếu có thì mình phải giãn cách chứ đấy. Tiền nang đồ thiếu hụt đủ thứ, đồ công việc không có chuyện làm ăn nữa. Nguyện vọng của người nông dân ấy, thì ta họ nói thí dụ như là cái khu vực mà bị ấy, thì khu vực nó sẽ phong tỏa. Còn khu vực mà không bị ấy, thì anh có thể là cái điều hòa cho trong cái xã hội và trong cuộc sống người ta, họ có thể di chuyển, họ làm ra cái gì là họ đi bón được, là không có cấm chợ, cấm búa. Cho nên người nông dân họ chỉ yêu cầu là khi làm ra mà không có người mua, mà mua thì không đi bón được thì làm ra cũng khổ cho người nông dân lắm. Khi người ta họ làm thí dụ vụ như chú đây, làm một vài vụ là mấy tháng trời, nhưng mà thật ra mà nếu mà trúng cái thời điểm mà thu á mà cấm ra thì chịu. Con buôn người ta họ không có mua mình, nhà nước mà cứ là cấm hết, phong tỏa hết tất cả, coi như là có cái xỏ có cái thâu mà không cho chợ búa, thì đó là người nông dân người ta họ chịu rất khổ. Mà kể cả như người công nhân người ta họ cũng bị. Thực tế, theo số liệu được truyền thông nhà nước loan, ở các địa phương đang tăng ca nhiễm như Thanh Hóa, Nghệ An, Sóc Trăng, Thái Bình, Phú Thọ, Gia Lai, Đồng Tháp, v.v., tỷ lệ tiêm đủ liều vaccine chưa đến 10%. Tuy nhiên, trong số ca nhiễm, vẫn có nhiều người đã tiêm đủ 2 liều vaccine. Do đó, các chuyên gia y tế trong ngày 1 tháng 11 khuyến cáo người dân phải luôn nâng cao cảnh giác, không chủ quan, áp dụng 5K, kể cả người đã tiêm đủ 2 liều vaccine COVID-19, trong bối cảnh số ca nhiễm ở nhiều địa phương đang tăng cao. Trả lời VN Express vào ngày 1 tháng 11, bác sĩ Trương Hữu Khanh, cố vấn khoa nhiễm thần kinh Bệnh viện Nhi Đồng 1, nhận định số ca nhiễm tăng, nhưng nếu F0 là người đã tiêm vaccine COVID-19 thì không quá lo ngại. Bác sĩ Khanh nói tiếp, đã xác định sống chung với COVID-19 thì phải chấp nhận tiêm vaccine rồi vẫn mắc bệnh. Tuy nhiên, để tránh mắc bệnh, người đã tiêm đủ vaccine vẫn cần tuân thủ các biện pháp phòng dịch 5K. Bác sĩ Nguyễn Hồng Hà, Phó Chủ tịch Hội Truyền nhiễm Việt Nam cho rằng, giải pháp cho các tỉnh là phải kiểm soát các trường hợp từ vùng dịch về. Không chỉ Việt Nam, mà Trung Quốc sau thời gian nới lỏng giãn cách các ca tái nhiễm cũng đã tăng trở lại, khiến đất nước này phải áp dụng lệnh phong tỏa lên Lan Châu, thành phố có 4 triệu dân, nhằm ngăn chặn đợt bùng phát dịch COVID-19 mới, mặc dù nước này đã tiêm vaccine COVID-19 cho hơn 74,2% dân số. Trong đó, 61,5% tiêm đủ liều. Một người dân cho biết Việt Nam hay rập khuôn của Trung Quốc nên chuyện tái lây nhiễm trong cộng đồng sẽ không sớm thì muộn. Hay một bài bản như thế này, tất cả các tình huống coi như là hiện giờ ở Việt Nam là đều rập khuôn của Trung Quốc.